Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 23 tháng 7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, Riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ.